là liên quan đến tương lai, nhưng mà tương lai gần sắp sửa xảy ra là thì cái mẫu của nó là Be Going Soon. Trong bài này chúng ta đã ôn luyện là tất cả những cái mẫu câu liên quan đến đến tương lai gần và tương lai bình thường. Nó đi, lớp tụi tôi sắp sửa đi miền núi tháng sau. Nói như bé Hân như vậy thì người ta chỉ đoán được nghĩa thôi, và cái cách nói như vậy nó không chuẩn xác. Trong tiếng Anh nó chỉ nhấn vào những từ quan trọng thôi. Nghe và nói lại nha. Our class is going to go to the mountains next month. Nói một lần nữa, one more time, more fluently. Our class is going to go to the mountains next month. Yeah.